Chào các bạn, video này mình sẽ chia sẻ các bạn một tuyệt chiêu mà không phải ai cũng biết là một tuyệt chiêu để sử dụng lại những cái bóng led mà đang bị lỗi này, những cái bóng led mà bị sáng yếu hoặc là bị không có sáng luôn á. Thì video này mình sẽ chia sẻ các bạn cái tuyệt chiêu đó mà tất cả mọi người ai cũng có thể làm được. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đồng hồ như này ha, có thằng đo led này, hoặc là không có đồng hồ thì video sau mình sẽ chia sẻ cách khác ha. Đây, giờ mình sẽ đo test từng con led xem con nào sáng ok. Ở đây mình sẽ dùng cái kim đo đồng hồ để thằng đo led ha, mình đo từng con led này. Đấy, test riêng từng con led xem con nào còn sáng ok ha. Con nào mà không sáng thì mình sẽ chia sẻ với bạn cái tuyệt chiêu đó. Đấy, để mình đo từng con led xem ha. Đấy, sáng ok này, thấy không? Đấy, để đo lại và quay ngược lại đảo chiêu ha, không sáng thì đảo chiêu lại. Đấy, sáng ok ha, mấy con led này sáng ok này. Đấy, sáng. Rồi, sáng ok ha, vậy là cái bóng này ok này. Đấy, giờ đây một số còn một bóng này này. Đây, cái bóng này thì mình kiểm tra thì mình cũng thấy một số khu vực là nó đang bị chết led này. Đấy, thấy không? Giờ mình đo lại sơ bộ cho các bạn xem ha. Đây. Đấy, nó hơi trơn ha. Cái này các bạn đo cẩn thận nha. Rồi, nó sáng ok này không? Đấy, sáng ok ha. Rồi, cái khu vực này mình thấy một con led nó đã bị chết rồi ha. Và mình thay đây. Đấy, đó là cái tuyệt chiêu mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này ha. Đây, một cái tuyệt chiêu mà không phải ai cũng biết nhưng mà ai cũng có thể làm được nếu mà biết rồi ha. Ở đây mình đã chuẩn bị này. Đây, có một số cái con diode ha. Đấy, con diode này thì khá là rẻ tiền. Chỉ một con là có mấy trăm đồng thôi. Đây, mình mua cả trăm con luôn ha, có mấy ngàn thôi. Đấy, một N4007 ấy. Đấy, đây là tuyệt chiêu để làm cho những cái bóng led này nó sáng trở lại sau khi mà nó bị chết ha, nó bị yếu hoặc là nó bị chết á. Thì chúng ta sẽ thay bằng cái con diode này ha. Đấy, để cho những cái bóng led khác mà đang còn tốt đó, thì nó sẽ sáng bình thường. Ở đây thì các bạn sẽ xem cái chiều của nó ha. Nó có cái chiều này. Đấy, nó có một cái gạch đấy ha. Thì là chiều âm. Các bạn sẽ hàn vào cái chiều âm ha. Còn chiều dương là không có cái gạch này. Đấy, giống như mình ở đây ha. Đấy, mình đã hàn vào sẵn rồi này. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng điện và test lại cho bạn xem cái bóng led này ha. Xem nó có sáng ok không ha. Đấy, các bạn khi mà bóng này led nó bị lỗi thì các bạn hay thay nhân led đúng không? Đấy, nhưng mà ở cái video này mình sẽ chia sẻ cái tuyệt chiêu này ha. Rất là dễ làm luôn, thay nhân led thì rất là khó. Mà cái thay cái kiểu này thì rất là dễ luôn ha. Chỉ cần dùng những con diode như thế này này. Đấy, thì các bạn có thể là làm sáng lại cái bóng đèn ha. Bây giờ mình sẽ test điện luôn cho nó nóng ha. Cho bạn xem cái độ sáng của nó này. Đấy, chủ yếu là cái này thay dự phòng thôi ha. Nếu mà muốn sáng mạnh, sáng như lúc ban đầu á, thì các bạn nên mua bóng mới ha. Tại vì bóng led thì nó sẽ có tuổi thọ của nó, mà các bạn giảm một bóng thì nó sẽ sáng yếu hơn một xíu mà. Giống như thế mình đây, mình thay một con diode thì nó sẽ cái độ sáng của nó sẽ giảm đi một xíu, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến những cái con led khác ha. Nó vẫn sáng bình thường này. Đây, mình cắm cho bạn xem ha. Đây. Rồi, mình đã cắm rồi ha. Đấy. Lên sáng ok thấy không? Tất cả bóng led đều sáng, chỉ trừ cái con mà mình thay diode ha, là nó không có sáng rồi. Đấy, còn diode này là diode bình thường, còn cái con led là gọi là diode phát quang ha. Đấy, thì nó sáng bình thường. Đấy, thấy không? Đấy. Rồi sáng ok, ngon liền thấy không? Ngon ngay. Không cần phải thay nhân led mà vẫn sáng bóng đèn này. Đấy. Vẫn phục hồi được những cái bóng led mà bị lỗi ha. Đấy, giờ mình cúp điện rồi đó. Đây, cho bạn xem luôn ha. Không cần phải thay nhân led mà vẫn sáng bóng đèn bình thường, thấy không? Và một tuyệt chiêu mà không phải ai cũng biết, chỉ dùng những cái con diode như thế này thôi. Thấy không? Mà rất là dễ làm luôn, rất là tiện luôn, ai cũng có thể là làm được luôn ha. Đấy, chỉ cần có cái đồng hồ đo thằng led này. Hoặc là không cần cái đồng hồ này thì các bạn muốn thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà không cần dùng đồng hồ đó cũng có thể là test được những cái con led như này ha. Đấy, bây giờ thì con đèn led này ok ngay ha. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha.